Xin chào tất cả mọi người, mình là Phi, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một cái cài áo như thế này nha. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Nguyên liệu để làm nên một cái cài áo từ ri băng thì tất nhiên đã có ri băng rồi, kéo, chỉ, kim và phụ kiện đi kèm. Ở đây thì mình không có đem theo thước nên mình đã có cắt sẵn hai đoạn ri băng, một đoạn dài là 4,5 và đoạn ngắn là 4 cm. Các bạn cũng có thể cắt đoạn dài là 5 và đoạn ngắn là 4,5. Bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện nha. Ri băng ở đây mình sử dụng là ri băng nó bóng và nó dày nha mọi người, chứ không phải cái loại ri băng mỏng mỏng đâu nha. Thì bây giờ các bạn hãy cắt cho mình 25 đoạn, 25 đến 30 đoạn cái ri băng mà có cái độ dài từ 4,5 đến 5 cm như thế này. Các bạn cắt 25 đoạn và các bạn cắt cho mình từ 20 đến 25 cái đoạn mà có độ dài từ 4 đến 4,5 cm. Các bạn có thể tùy ứng nha. Các bạn có thể thích cắm nó phồng lên thì các bạn làm 25, 30 hoặc là ít hơn là 20 đến 25. Chúng ta không làm quá nhiều hơn cái số đó. Tại vì nếu mà nhiều hơn số đó thì cái hoa của chúng ta nó sẽ rất là phồng luôn. Rồi các bạn hãy cắt cho mình nha. Sau đó mình sẽ cắt một đầu của ri băng và mình cắt xéo lên như thế này. Sau khi hơ xong thì chúng ta sẽ tiến hành mai lại. Và đối với cái hoa này thì các bạn sẽ cụp các bạn sẽ mai nó theo như thế này nè. Cái này nó cong vào thì chúng ta sẽ bẻ ngược nó lại và chúng ta mai. Thì chúng ta sẽ làm hết đối với hai phần cánh hoa, phần cánh ngắn và phần cánh dài luôn. Sau khi chúng ta kết hết rồi thì chúng ta sẽ nối cái nghĩa cánh hoa này lại với nhau. Mình sẽ chỉnh cho nó đều lại nha mọi người. Rồi mình làm đối với phần cánh nhỏ và cánh lớn trang như vậy nha. Sau đó mình sẽ rút chỉ lại ở đây.
xếp cho nó đều lại rồi chúng ta mới đẩy nó lên nhé. Sau khi chúng ta kết được hai cái vòng như thế này rồi thì các bạn sẽ bắt đầu dán nó vào, thì chúng ta sẽ quay keo. Và trong cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ kết thêm cái phần những cái hạt cam sa này vào luôn nha mọi người. Chúng ta sẽ dán trồng cái cánh hoa nhỏ lên nha. Chúng ta căng để cho nó rồi chúng ta sẽ dán cái nhẹ vào. Thì trước khi nhấn cái nhẹ chúng ta dán ra, chúng ta lặp lại và chúng ta sẽ dán cái đế vào. Thì chúng ta dán cái đế vào, chúng ta sẽ dán cái miếng nhĩ này vào nha. Chúng ta dán cái miếng nhĩ vào trước rồi chúng ta mới dán cái kim viêm vào này. Xong chúng ta đợi cho keo khô nhé. Sau một hồi thì mình cũng đã hoàn thành được cái cà áo hình hoa cúc, nhưng mà cái cánh nó đặt khác một chút xíu rồi. Mình hy vọng với những chia sẻ của mình cũng có thể giúp được cho các bạn có thể hoàn thành được những cái cà áo như các bạn mong muốn. Mình rất vui vì được chia sẻ những điều mình thích với mọi người. Nếu thấy video của mình hay và hữu ích, hãy đăng ký kênh hoặc ủng hộ mình bằng cách like cho video của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở một video kế tiếp nha.